Việc mà Huy được một lần nữa được lên tuyển của U22 Việt Nam thì với cá nhân Huy, Huy cảm thấy như thế nào? À, Huy đã từng trải qua một cái thời gian khá là vất vả ở U19 Việt Nam. Ở thời điểm đấy thì với thời điểm hiện tại thì Huy cảm thấy nơi nào áp lực hơn? Và cái thời điểm mà U19 Việt Nam mà mình chưa thành công cho lắm ấy, thì sẽ có khiến cho mình cảm thấy buồn và tự ti hay không? Đội bóng yêu thích nhất của Huy là đội bóng nào? Đội bóng là trong nước hay là ở tất cả? Tất cả luôn hả? Trong nước thì em là Real Madrid. Còn ở nước ngoài là Real Madrid. Real Madrid. Cầu thủ nào của Real Madrid mà Huy cảm thấy hâm mộ nhất? Real Madrid thì có người mấy anh chị biết thì có Cristiano Ronaldo, nhưng mà giờ chuyển sang Juve thì em rất thích cầu thủ Cristiano Ronaldo. Vậy thì ở Bình Dương thì sao? Liệu đó có phải là lão tướng Nguyễn Anh Đức hay không? À, đồng đội nào mà Huy cảm thấy thân nhất khi lên U23 Việt Nam? Thân nhất là cái chuyện điểm nhất của hai đội nhất Lâm Quý. Lâm Quý. À, vậy thì người bạn cạnh chúng ta bên này, thủ môn Phan Văn Biểu thì sao? Huy hãy dành một vài từ để miêu tả thủ môn Phan Văn Biểu, người đang là e thẹn và chưa dám lên hình chúng ta bây giờ. Phan Văn Biểu là một thủ môn hay, chắc chắn, bắt bóng giỏi. À, ngoài chuyên môn ra thì chuyên môn bên lề ngoài đời của anh như nào? Liệu phải là một trong những tay sát gái đã hạng đẳng ở Việt Nam hay không? Bởi vì thực ra là mình thấy một tập ngày xưa là Phan Văn Biểu là một trong những sát gái hàng đầu Việt Nam đấy, mình phải nghĩ như thế. Gái là số 1. À, một hỏi một câu hơi dị một chút là ai là người mà ở bẩn nhất ở U23 Việt Nam hiện tại? Liệu phải Phan Văn Biểu không nhỉ? Không phải em đâu. Lâm Quý. Lại là Lâm Quý. À, vậy thì cầu thủ nào mà ở sạch sẽ nhất? Sạch nhất hả? Chắc là em. Một cầu thủ ở bẩn và cầu thủ ở sạch cũng khá là đối nghịch nhưng mà rất là thân. À, Huy thì sợ cái gì nhất? Liệu có phải sợ bẩn nhất không? À, sợ ba mẹ. Vậy thì món ăn nào mà Huy cảm thấy thích nhất khi bố mẹ mình nấu? Món bò. À, bistec, đó là món bò bít tết. À, Huy đã có bạn gái chưa? Khi mà người bạn chúng ta gần cạnh đây có rất nhiều bạn gái rồi, không biết là Huy đã có bạn gái chưa nhỉ? Chưa. Rất chưa. À, mẫu bạn gái mà Huy hướng đến là ai? À, ngoài thi đấu trên sân cỏ thì Huy cảm nhận rằng mình có cái sở trường gì bên ngoài và sở đoản của Huy là gì? À, như bây giờ đúng không? Rất nhiều người đang theo dõi Huy rồi.